Top 20 Miss Grand Việt Nam 2022, Ngọc Thảo được phán ra sức kêu gọi vote để quay lại đường đua. Ba lùi, Ngọc Thảo dừng chân tại Top 50 Miss Grand Việt Nam 2022, làm cho đông đảo người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Trong dàn thí sinh tại đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2022, Huỳnh Thới Ngọc Thảo chính là nữ thí sinh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất nhì cuộc thi. Trước khi ghi danh tại cuộc thi sắc đẹp này, cô từng là diễn viên và góp mặt trong một số bộ phim đình đám. Đông đảo khán giả đều bày tỏ hy vọng người đẹp sẽ giành thành tích cao ở đấu trường này. Tuy nhiên, sau khi phần bikini hoàn thành bởi 50 thí sinh, 2MC đã đồng loạt nêu tên những cô nàng lọt top 20 chung cuộc. Tuy nhiên, điều làm cho cư dân mạng vô cùng bất ngờ chính là việc Huỳnh Thới Ngọc Thảo không hề có mặt trong danh sách trên. Đứng trước thông tin này, người hâm mộ của nữ thí sinh đã chia ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng Ngọc Thảo dừng chân ở top 50 là thành tích phù hợp vì cô đã nhận được nhiều sự quan tâm nồng nhiệt từ giới truyền thông và khán giả. Tuy nhiên, bên còn lại vẫn mong muốn người đẹp sẽ có cơ hội vào top 10 thông qua việc giành giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất. Để giúp nữ thí sinh giật giải, người hâm mộ của cô liên tục kêu gọi bình chọn cho cô trước khi cổng bình chọn khép lại lúc 21:30.